Thủ tướng Anh Boris Johnson xét nghiệm dương tính với virus corona và đang tự cách ly tại tư dinh, nhưng cho biết vẫn lãnh đạo chính phủ trong việc đáp ứng với dịch bệnh COVID-19. Ông Johnson, 55 tuổi, có những triệu chứng nhẹ hôm 26 tháng 3, một ngày sau khi ông trả lời các câu hỏi tại phiên chất vấn Thủ tướng hàng tuần ở Hạ viện Anh. Hôm 3 tháng 3, ông cho báo giới biết là ông bắt tay tất cả mọi người, kể cả tại bệnh viện. Ngày 23 tháng 3, trong bài diễn văn trước quốc dân, ông Johnson yêu cầu mọi người ở nhà, nếu phải ra đường vì một số lý do cần kíp, phải giữ khoảng cách 2 mét trong giao tiếp. Hôm 26 tháng 3, Thủ tướng Johnson và Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đứng bên ngoài văn phòng Thủ tướng, vỗ tay cổ vũ Dịch vụ Y tế Quốc gia NHS. Chưa rõ có bao nhiêu viên chức tại văn phòng Thủ tướng và bao nhiêu bộ trưởng cần phải tự cách ly, vì có nhiều người đã tiếp xúc với ông Johnson trong những tuần lễ và những ngày gần đây. Một nguồn tin Bộ Tài chính cho biết, Bộ trưởng Sunak không tự cách ly.